Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và đây là những hình ảnh tại công ty Mai Nguyên đang sắp xếp hàng, đang chuẩn bị hàng cho một sự kiện quan trọng bậc nhất trong năm các bạn, triển lãm công nghệ nghe nhìn lần thứ 20 diễn ra vào 3 ngày cuối tuần tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22, 23 và 24 tháng 9 năm 2023, ngay tại trung tâm quận 1 các bạn, khách sạn Sài Gòn The Prince, 63 đường Nguyễn Huệ. Đó thì đây là những hình ảnh đang sửa soạn cho buổi triển lãm các bạn. Mời các bạn xem tiếp theo những hình ảnh sau đây, mình sẽ quay cái buổi triển lãm âm thanh này. Video này đưa lên vào hết ngày thứ 6 rồi, hết ngày đầu tiên rồi. Thì các bạn coi được thì các bạn có thể ghé qua vào ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật. Hello các bạn. Hôm nay mời các bạn xem một vlog đi triển lãm thiết bị nghe nhìn nha. Đây trên tay mình là cái thẻ. Và đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ các bạn. Chào các bạn từ phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cuộc sống mỗi buổi sáng sớm ở Sài Gòn, và bây giờ là 8 giờ rưỡi ngay trước Starbucks, trước phố đi bộ Nguyễn Huệ và ngay khách sạn Sài Gòn Prince trước mặt các bạn. Cũng giống như những thành phố lớn khác, Los Angeles hoặc là bên Kuala Lumpur hoặc là San Francisco, những nơi mình từng đi, thì cái nhịp sống buổi sáng sớm nó cũng tương tự như vậy ở những khu vực trung tâm ha. Rồi, trước mặt các bạn là khách sạn 4 sao Sài Gòn Prince. Hôm nay sẽ có một sự kiện triển lãm các thiết bị nghe nhìn AV Show. Đây, AV Show các bạn. Triển lãm thiết bị nghe nhìn lần thứ 20 AV Show. AV Show là một cái triển lãm thường niên do công ty Nam Bình tổ chức ha. Và nó đã diễn ra kỳ này là kỳ thứ 20 rồi. Kỳ thứ 20 rồi các bạn ha. Và đây là khách sạn Sài Gòn Prince nằm ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn. Và đây là sảnh của khách sạn. Đây các bạn, đây là không gian của triển lãm nghe nhìn. Giờ đây chúng ta xin được trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Thông tin Truyền thông Điện tử Hồ Chí Minh. Cùng với đó chúng ta hãy cùng chào đón ngài Stephen Power, giám đốc phụ trách các thị trường tiềm năng của hãng Cambridge Audio. Mr. Stephen Power, Head of Emerging Markets, Cambridge Audio. Cùng với đó xin được chào mừng toàn thể quý ông, quý bà là các vị giám đốc và đại diện các đơn vị tham gia triển lãm, cùng với đại diện từ công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Nam Bình, đơn vị tổ chức AV Show. And welcome all ladies and gentlemen who are directors. Cùng với đó xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho sự góp mặt của các quý báo đài đã có mặt trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay. And a round of applause for Maris Media representative. Kính thưa quý vị, ladies and gentlemen, thay mặt ban tổ chức triển lãm, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đã đến tham dự khai mạc triển lãm thiết bị nghe nhìn Việt Nam lần thứ 20. On behalf of the organizer, I would like to warmly welcome all of you for attending to the opening ceremony of the Audio Visual Equipment Show, the 20th anniversary. Năm nay, triển lãm thiết bị nghe nhìn Việt Nam AV Show lần thứ 20 sẽ có 22 đơn vị tham gia trong các phòng triển lãm trải từ lầu 1 đến lầu 3 của khách sạn Prince Sài Gòn, với hàng trăm thương hiệu được trình bày. Và AV Show không chỉ quy tụ nhiều đôi loa đầu bảng các nhãn hàng high-end danh tiếng, mà còn có sự góp mặt của nhiều dòng sản phẩm từ bình dân đến cao cấp, các giải pháp giải trí cho cá nhân và cho gia đình. Đây cũng là dịp để khách tham quan có cơ hội tham khảo và mua sắm cuối năm. Tôi xin thay mặt ban tổ chức gửi lời tri ân sâu sắc tới các nhà trưng bày với tâm huyết đã mang sản phẩm tinh túy trong nước và quốc tế để giới thiệu các AV Show tại kỳ kỷ niệm nói riêng suốt 19 kỳ vừa qua. Cảm ơn các nhà báo đã bảo trợ thông tin, các cơ quan báo chí diễn đàn đã dành rất nhiều ưu ái đưa tin về AV Show suốt 20 năm qua.
Thank all information support from mass media and forums for AV show in 20 terms. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc triển lãm thiết bị nghe nhìn AV show lần thứ 20/2023. Xin chúc triển lãm AV show và các đơn vị tham dự thành công tốt đẹp. I wish AV show and all exhibitors a great success. Thank you. AV show 2020. Khắc Anh, giám đốc Anh Duy Audio. Director of Anh Duy International. Giám đốc công ty Anh Duy Audio đã tham dự đủ 20 kỳ AV show. Và xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho Nguyễn Khắc Anh. A big round of applause for Mr. Nguyễn Minh Đức and Mr. Nguyễn Khắc Anh. Lộc Phát Digital and finally MyWing Mobile Technology to come to the stage. Thưa quý vị, trên sân khấu là sự góp mặt của các đơn vị đến từ Đức Mạnh Audio, công ty cổ phần thiết bị Hi-Fi, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Hoàng Hải, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật số Lộc Phát và công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ di động Mai Huy. Và một lần nữa xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay. A big round of applause for our exhibitors. Tùng Audio and Sơn Hà Electric Machine Company Limited. Thank you, thank you, thank you. Cảm ơn. Screen and see again all of the beautiful memories about AV show in 19 terms before. Ra đời từ năm 2012, AV show là triển lãm chuyên ngành đầu tiên tại Việt Nam về các thiết bị nghe nhìn giải trí cao cấp gia đình. Sau hơn 10 năm diễn ra liên tục ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023 này đánh dấu một mốc đặc biệt khi AV show kỷ niệm kỳ triển lãm lần thứ 20. AV show tự hào là triển lãm hội tụ những thương hiệu nhà phân phối thiết bị nghe nhìn hàng đầu tại Việt Nam như Anh Duy Audio, Yamaha, Sony, Panamax, Nguyễn Audio, Hoàng Hải Audio, Phúc Giang, Sơn Hà Audio, Thanh Tùng Audio, Vi Lan Anh, Thi Văn Lát, Atlantic Audio, Mông Thành Hòa Phúc, Mai Nguyên, The Experts. Suốt 19 kỳ triển lãm diễn ra, AV show đã được tiếp đón hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan, giao lưu, trao đổi và nhận được những đánh giá tích cực từ giới audiophile nói riêng và khách hàng quan tâm đến ngành âm thanh nói chung. Hợp tác với hãng Sony mở cái phòng chiếu phim, lúc đó cái phòng Sony đánh dữ dội bằng những cái ngàn sao ba và những cái phòng bên ông và họ kiện liên tục. Hồi đó rất là sông, tại vì sao cực kỳ hấp dẫn. Cùng với đó xin trân trọng kính mời bà Thảo Nguyễn, giám đốc marketing công ty Paramount Corporation, đại diện cho các nhà sản xuất trong nước tham gia AV show nhiều kỳ. Xin kính mời quý vị chúng ta hãy cùng cầm dao lên và thực hiện nghi thức cắt bánh sinh nhật khai mạc ngày hôm nay. Và sau 3 tiếng đếm 1, 2, 3 thì chúng ta sẽ cùng thực hiện nghi thức nhé. And right now 1, 2, 3. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho khoảnh khắc ý nghĩa và tuyệt vời. Và xin cảm ơn quý khách đã theo dõi buổi lễ khai mạc của triển lãm ngày hôm nay. Và xin chào mừng và chúc cho quý khách của chúng ta sẽ có những trải nghiệm thật trọn vẹn và ý nghĩa tại triển lãm thiết bị nghe nhìn AV Show lần thứ 20 ngày hôm nay. Và giờ đây thì xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách chúng ta hãy cùng tham gia buổi triển lãm thiết bị nghe nhìn lần thứ 20 ngày hôm nay. Đây, AV show, AV show. Đây anh Hoàng. Đây phòng đầu tiên nè. Chào, đó mình vô mình tham quan coi. Chào anh Hoàng. Vô chơi ăn ơi. Hello. Anh Hoàng. Anh Minh Hòa các bạn ơi. Với anh Gia Minh Hòa mới tham quan phòng bầu. Xin chào các bạn. Hòa khỏi khỏi sao ba đó. Sao ba luôn. Còn rất là thích luôn. Quan trọng là gọn ha. Đây là phòng âm thanh bầu các bạn. Hello các bạn, anh Nhật Hồng với Thỏ. Bây giờ mấy anh em bắt đầu đi tham quan cái triển lãm AV Show.
Dạ một vòng cho các bạn coi triển lãm này có gì á, rồi mình sẽ post video này lên nhanh để các bạn coi và các bạn chạy tới đây nha. Rất hấp dẫn sau lưng mình. Đây đâu? Vô. Đây là một. Trời ơi. Vừa bước vô là thấy đây là cái sơ đồ triển lãm thiết bị nghe nhìn lần thứ 20 các bạn. Đó, nó diễn ra vào 3 ngày cuối tuần ha, 22, 23, 24 tháng 9 năm 2023 tại khách sạn Sài Gòn Prince Hotel 63 Nguyễn Huệ quận 1 ngay phố đi bộ. Đây là cái sơ đồ mặt bằng các bạn sẽ thấy được ha. Khi bước lên lầu 1, đây là tầng đầu tiên các bạn ha. Tầng đầu tiên lầu 1 thì các bạn sẽ thấy ở ngay góc này có hãng âm thanh Studio và nhà phân phối Andorra. Đó. Andorra có gì đây? Studio nè. Hãng âm thanh đến từ Thụy Điển. Đó. Quá trời đồ. Phụ kiện, điện thoại. Mắt xếp của hãng Mob. Rồi phụ kiện máy tính. Sale 25%. Muốn riêng tư ư thử là biết liền. Đó, đó là quầy của Andorra. Có cô Thảo đứng đây tiếp khách không? Rồi. Khu trước này là hãng máy chiếu Visionic các bạn. Visionic sẽ trình bày cho mình một số cái màn hình cũng như là cái máy chiếu công nghệ đỉnh nhất bây giờ, rất là nổi tiếng. Rồi giờ các bạn đi vô cái phòng đầu tiên ha, vừa bước vô cửa ra. Cái gì đây, cái gì đây? Nanolip. Nanolip hả? Nanolip là cái gì vậy em? Nanolip là đèn LED thông minh. Đèn LED thông minh, hỗ trợ âm thanh. Dạ đúng, hỗ trợ nhảy theo âm thanh, nhảy theo giọng nói luôn. Nếu mà ai sở hữu dàn âm thanh nghe nhìn là phải có cái đèn này. Dạ đúng. Thì căn phòng mình nó mới đẹp đúng không? Tức là cái đèn này nó sẽ đánh theo cái nhịp điệu của âm thanh và phim ảnh các bạn. Hãng Nanolip ha, Nanolip rất là nổi tiếng. Thì Mai Nguyên cùng với nhà phân phối là With Asset đã mang Nanolip lần đầu tiên đến với triển lãm AV Show năm 2023 ngay cái cổng vô luôn. Ở đây là anh Nhật Hồng đang chụp Nanolip. Bữa nào sẽ kiếm một bộ đưa anh Hồng test ha anh Hồng. Để âm thanh và ánh sáng nhà anh Hồng sẽ đồng điệu với nhau. Đó. Góc bên này là Denon các bạn ha, Denon và Sumiko đến từ Anh Duy Audio. Đó, rất nhiều cái loa. Rất nhiều cái loa Denon ở đây. Đó, Sumiko. Sắc màu rực rỡ chuyên karaoke. Đó, chuyên karaoke. Và đây là những chiếc loa clip ha, chiếc loa clip mình đã trên tay rồi. Đã trên tay, đã khui hợp hết mấy cái loa này cho các bạn coi rồi ha. Thì nay đem ra trưng bày ở khu vực này. Đó. Rồi bên đây là cũng clip luôn, nhưng mà nó là những cái loa có thể phối ghép. Đó, phối ghép với nhau. Đây, McLaren hợp tác với clip. Đây, những cái bộ loa rất đặc biệt các bạn. The Seven ha. The Seven, và cái này là cặp loa The Seven nhưng mà màu khác. Một cái màu gỗ đen và một cái màu gỗ sáng. Đây là bộ loa mới nhất. Thì các bạn đã thấy The 5, The 6 rồi. Bây giờ sẽ ra là The 7. Đây, The 5 rồi. Và cặp The 6 thì đang nằm trong cái phòng mình ở công ty ha. Đó. Đây là hãng Clip ha. Rất là nổi tiếng đến từ Mỹ các bạn. Đó. Và bên này là khu vực của Phúc Giang CBL. CBL Lounge by Phúc Giang BCI. Đây, những cái loa quá quen thuộc, đánh ngoài trời. Thuộc cái thể loại kiểu party box các bạn. Đèn đuốc, ánh sáng rực rỡ. Ở đây là bộ mới JBL L75MS. Đó. Loa cong cong. Mới. Đây là cũng ba cái loa mới nhất đem đến triển lãm, chưa từng xuất hiện. JBL Authentic 500. Các bạn thấy thiết kế đẹp không? Thiết kế hơi kiểu xu hướng kiểu retro ha. Kiểu Marshall, nhưng mà trên thì là bằng da. Những cái nút điều chỉnh ở đây là mặt trước với những cái caro rất là đẹp ha. Mình sẽ review và khui hợp trong thời gian tới các bạn ha. Những cái loa này mình đã nghe và đang có trong phòng của mình rồi, nhưng mà bận quá chưa có thời gian.
thì mời bạn ghé ra đây nha. Triển lãm AV Show 3 ngày cuối tuần. Đây là bộ nhỏ hơn, bộ Authentic 500. Nhỏ hơn nữa thì nó không có quay sách các bạn. Bộ 200 ở đây rất gọn, các bạn có thể để trên kệ sách bookshelf. Lần đầu tiên xuất hiện ở triển lãm lần này. Và đây là một cái mâm than cũng lần đầu tiên được JBL sản xuất và mang đến luôn. Đây cái mâm than ghi chữ not for sale là chưa được bán các bạn ha. Lần đầu tiên trong lịch sử hãng JBL chuyên làm loa đó, làm ra là cái mâm than Bluetooth các bạn. Đi từ một cái đĩa nhựa qua cái kim độc, qua một cái bộ giải mã và đưa ra tín hiệu Bluetooth. Mua về là dùng thôi. Mua về dùng không cần setup. Đó. Bên trong luôn. Anh Hùng đánh giá sao về lần đầu tiên một hãng JBL lại đi ra làm đĩa than anh Hùng? Nói chung là JBL một hãng âm thanh nổi tiếng rồi, nhưng mà bây giờ phong trào đĩa than đang trở lại và giới trẻ họ rất là quan tâm đến đĩa than, nên JBL đã làm một cái mâm than này. Cũng thấy công nghệ nó thích hợp với công nghệ mới, rất phù hợp cho những người muốn tìm hiểu về mâm than. Một mâm than có giá vừa phải mua về chơi ngay, quá hấp dẫn ha. Thích hợp mọi người, mà thiết kế thấy rất là đẹp, thiết kế đẹp. Đúng xu hướng các bạn, hoài cổ trở lại anh không? Đánh vô là xong. Đó, ví dụ mai mai này các bạn mua một cái này, mua cái này xong mua một cái loa Bluetooth này nữa, kết nối vô là trở thành một bộ vàng, cực kỳ linh động luôn. Đây các bạn, những sản phẩm Nanolip, một cái sản phẩm đèn kết hợp với audio ha, rất là đặc biệt. Các bạn có thể tham khảo trên website mainguyen.vn nha. Các bạn search chữ Nanolip là nó ra thôi. Đây là một cái khu vực của Mai Nguyên đem tới những phụ kiện đặc biệt, và đặc biệt là hơn nữa là giá cực sốc các bạn nha. Đó, những cái gì đó vui vẻ mới mẻ thì mình đem tới đây, ban tổ chức cho một cái khu để vui vẻ thu hút khách tham quan các bạn. Đó. Hello anh Dương. Hello. Dương đang sang cái gì đó. Mua mấy cái này để à, đó đang sốc đó. Đó, đã quá sốc luôn à. Quá sốc luôn á. Anh em nên mua cái này. Đúng rồi, cái đèn pin. Cái đèn pin và bút cây bút luôn. Bút mà bút nó êm luôn. Đã xảy luôn. À, hôm bữa đã thử ở shop Mai Nguyên rồi. Đó. Bán giá cao, hôm nay bán siêu rẻ. Đồ chỉ là siêu xịn thôi. Đồ rất là xịn, rất là đỉnh. Cái cây pin này đó. Cái bút là plastic đồ anh. Đó. Đây có đèn pin, có dao và có đủ thứ linh tinh vui vẻ. Đặc biệt là cái đèn pin Dương mới gì đây sale tới 60% này. Quá trời sale nha các bạn. Pin nè 450 còn 200, số lượng chỉ có 100 cục, nhân dịp gọi là lần thứ 20 gần hết rồi hả? Trời ơi, thôi với lên video này còn không á, lên video còn hay không hên xui nha các bạn ơi. Đó rồi, đây là Bisen. Mai Nguyên kết hợp với Bisen mang tới một cái khu trưng bày gọn gàng nhỏ nhỏ, đầy đủ giải pháp các bạn. Bàn phím của Newman mới ra mấy cái loại màu sắc rồi custom đồ được đó, đèn chạy chéo cho các bạn chơi game. Đặc biệt là những viên pin dự phòng mới vừa xuất hiện trong ngày hôm qua luôn đó, pin trong suốt luôn các bạn, mới xuất hiện ngày hôm qua một con pin dự phòng trong suốt cực kỳ đẹp ha. Các bạn thấy đẹp không? Bisen, một thương hiệu pin khá xịn và khá là uy tín ha, đến từ Trung Quốc, nhưng mà đây là một thương hiệu tốt các bạn ha. Nó có hai size, một size lớn size nhỏ, mình chưa review luôn, mới về mới đưa lên web luôn, chưa kịp review. Rồi Bisen có gì nữa? Bisen có cáp nhiều đầu, rồi có pin dự phòng, có củ sạc đầy đủ hết ha. Và đặc biệt là mấy cái củ sạc đời mới nè, các bạn mua về sạc cái iPhone 14, 15, Samsung các kiểu nhỏ gọn 20W. Cái bơm rất là ngon, mình đang xài cái bơm này, mấy cái bơm cực nhanh luôn, dành cho các bạn chơi mô tô, đi xe hơi, bình trữ điện. Và đặc biệt cái tủ lạnh bữa mình đi du lịch xài cái tủ lạnh này, tủ lạnh di động, các bạn có thể mua để bỏ trên xe hơi, đi camping, đi outdoor. Thì cái pin của phần lột túi anh Dương A Phạm săn được cái gì? Săn được một cái đèn pin Phoenix. Giá nhiêu anh Dương?
550, quá rẻ luôn. 550. Kinh điển ha. Shopee bán 809. À Shopee bán 809 mà đây 550 à. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái viết này. Cái viết có đèn pin luôn anh, đỉnh luôn. Chụp hết anh em. Trời ơi Minh Hòa ghé. Ô, Minh Hòa ghé. Trời ơi, chụp anh Hồng ơi. Vô vô vô. Cái này cũng rất là xịn, giảm sốc các bạn. UAG xịn luôn, chống nước. Bỏ điện thoại vô đi bơi, đi mưa, đi đồ các kiểu luôn. 200 ngàn giảm chỉ còn 90 ngàn đồng thôi. Tại Aveso các bạn nha. 90 ngàn một ly cà phê. UAG, một ly cà phê tới hốt ngay. Các em ở đây giới thiệu tiếp một chiếc ba lô. Giá siêu siêu sốc các bạn. 1.130.000. À, chỉ còn có 390 ngàn thôi. Mua cho con đi học, rất là đẹp. Hàng của Tâm Tóc mà. Đúng rồi, Tâm Tóc xịn của Mỹ luôn các bạn ha. Đó, Tâm Tóc nè. Không thể nào có được cái giá 390 ngàn với một chiếc ba lô như vậy nha. Chỉ có tại AV Show. Đây, cái này 1.290.000, dòng lớn xịn hơn. Đó, nhìn chững chạc hơn. Chỉ còn 645.000 ba lô Tâm Tóc. Đó. Siêu xịn. 450 giảm còn 385. Còn đây có cái tai nghe Audio Technica. Đó, 790 chỉ còn 390 thôi. Nói chung là ở Mai Nguyên những thương hiệu đỉnh không à, xịn không các bạn ha. Đã được thị trường đón nhận rất là uy tín thì công ty Mai Nguyên mới đưa về kinh doanh. Đó. Rồi, mời các bạn đi tiếp vào phòng Anh Duy Audio. Đây là phòng Anh Duy Audio. Đó. Phòng Anh Duy Audio. Anh Video mang đến rất là nhiều chiếc loa, rất là nhiều dàn âm thanh lớn. Đó, một vòng Anh Video Audio các bạn, clip đàn ông Jamo. Bên này cũng Anh Video Audio với Acuphay, rồi rất là nhiều clip, quá trời thương hiệu luôn. Đó. Đây là phòng Anh Duy nha các bạn, Anh Duy Audio mang đến rất nhiều dàn âm thanh cực khủng luôn. Mình có quay trực tiếp âm thanh nhưng mà mình sợ dính bản quyền trong YouTube cho nên là mình tắt âm thanh đây rồi. Đó, đây là những cái dàn khủng nhất của phòng Anh Duy ở lầu 1. Các bạn ghé đây trải nghiệm, thưởng thức những âm nhạc phát ra từ những cái đôi loa khủng long này các bạn nha. Nó nằm ngay đối diện với cái quầy phụ kiện Mai Nguyên ở lầu 1 nha các bạn. Đó, ngoài mấy cái loa mới, cái mâm thang thì đây là một cái loa hứa hẹn sẽ cực kỳ bùng nổ vào cuối năm nay các bạn. Chiếc loa Multibox nhưng mà tên nó là Ultimate ha, nó cao ngang tới ngực mình. Ở trên này các bạn thấy một cái bàn điều khiển chép bass sắc màu, công nghệ Bluetooth, bass boost chỉnh màu ở đây. Nút play chỉnh màu và đặc biệt nó kết nối được với Wi-Fi cho ra cái khả năng chơi nhạc qua AirPlay của những sản phẩm Apple các bạn, đa phòng luôn. Các bạn dùng iPhone, iPad có thể kết nối được. Một cái loa công suất rất là mạnh, đèn nó đi qua tới bên hông luôn. Những cái Multibox khác thì thường các bạn thấy đèn ở phía trước thôi, bây giờ nó chạy một cái dải LED theo cái viền xung quanh đây luôn, nó đánh bên hông. Còn ở trước cái vòng số 8 thì nó sẽ thay đổi liên tục với sắc màu. Thì đây là một cái phiên bản Multibox gọi là khổng lồ nhất và cải tiến mạnh mẽ nhất từ xưa tới nay. Đó, phía sau là có bánh xe ha, hai cái bánh xe rất là to, kèm với một cái quai để các bạn đẩy đi ha, giống như đẩy nguyên cái thùng phi đi. Đó, nhất là rất là mạnh, sẽ có hàng vào cuối năm nay các bạn ha, mình sẽ khui thùng và cho các bạn nghe thử trong thời gian sắp tới. Bán được cục pin mà mừng như là bán vàng vậy đó. Bán cho ai? Bán cho anh Minh Hòa. À, kỳ triển lãm AV Show lần thứ 20 năm nay theo mình quan sát mới buổi sáng thôi, rất là đông khách các bạn, hơn hẳn năm ngoái luôn. Nếu mà năm ngoái chứng kiến một cái màn gọi là kinh tế điều hưu ha, kéo theo cái sự vắng vẻ của khách tham quan AV Show, thì năm nay một cái cuộc gọi là bùng nổ cực kỳ đông, đông tới mức độ mà máy lạnh ở đây chạy không nổi luôn các bạn, nóng luôn. Lầu 1. Đây, tên gì? Sounder hả? Đọc là Sounder hả? Sounder các bạn, một hãng âm thanh với một cái thương hiệu khá mới. Đó, quá đẹp luôn, Sounder. Đó,
S6. Rồi tiếp tục các bạn, đây là phòng Paramax ha, ưu đãi đặc quyền tại Paramax. Trời ơi, Paramax chuyên lo karaoke, lo nghe nhạc, lo cột. Trời, sắc màu nè. Đó, quá trời sắc màu luôn. Đẹp quá. Quá đẹp luôn. Passion. Đó, karaoke di động các bạn ha. Bật lên là hát thôi. Passion các bạn. Passion by Paramax ha. Đây là cái dòng loa chuyên hát karaoke. Tiếp tục đi dạo gặp rất là nhiều người quen. Trong này có cái ông này. Gặp hoài đi đâu đây? Em mới chơi máy quyền xuống. Rồi, giờ đi vô coi tiếp phòng này. Chào em. Rồi, monitor audio. Rất là ngại bước vô những cái phòng đang mở những cái bài hát cực hay, nhạc ngoại các bạn. Tại sao? Tại vì nó sẽ dính bản quyền trong cái video của mình. Đó, mà nghe nhìn là phải gọi là có tiếng. Đó. Nhưng mà tiếng vô một cái là YouTube nó hốt liền, nó đâu có cho video này lên đâu. Đẹp lắm. Nói chung loa rất là đẹp. Cambridge. Mời các bạn ghé triển lãm AV Show 2023. Đây có mâm than, có rất là nhiều đồ. Cuối dãy này là Sony các bạn, trải nghiệm âm thanh đỉnh cao của Sony. Đó. Xin chào Sony. Đây những chiếc tai nghe quá quen thuộc với các bạn ha. Sony đã được những cái đồ high end của Sony, những cái máy nghe nhạc Walkman màu vàng, những cái tai nghe đỉnh. Những cái mẫu tai nghe Sony rất là quen thuộc ha, True Wireless. Có ở cửa hàng Mai Nguyên hết ha, các bạn vào trang web mainguyen.vn là sẽ thấy hết những sản phẩm này. Đây là cái loa thanh các bạn, mới nhất của Sony đem đến triển lãm lần này, HT-AX7. Cái loa này gọi là loa thanh nhưng thực ra thì nó dài chỉ có hơn một gang tay của mình thôi, một gang rưỡi thôi, tức là khoảng 30. Chiều dài nó 30 các bạn ha. Nếu mà nói nó loa thanh thì có lẽ đây là cái sao ba gọi là ngắn nhất trên thế giới. Đó, nhưng mà nó hay là nó có hai cái cục surround. Đây các bạn thấy hai cái cục surround đặt ở phía sau này không? Đó, các bạn có thể lấy nó để lên đây. Đó. Đó, để lên đây thì nó sẽ kết nối lại. Tức là cái loa này nó có 3 cục các bạn, 3 cục ha. Đây, 3 cục, mình chỉ cần in nó lên đây thôi. Đó là nó connect lại thành một khối và nó cho ra cái âm thanh phát ra một nơi chỗ này thôi, rất là mạnh ha. Đó. Khi các bạn coi phim, các bạn muốn có một chút surround chạy vòng vòng ha, với một cái không gian nhỏ như vậy. Đó, không gian nhỏ vậy thôi. Đó. Đó thì các bạn bóc hai cục này để ra sau. Để đây một cục ha. Thì nó có pin ở trong này. Nó sẽ tự động nó mang âm thanh đi vòng vòng, âm thanh vòm cho các bạn. Ngồi đây các bạn thưởng thức ha. Những cái bộ phim hoặc là những cái nội dung video nào mà nó có surround. Đó. Đó là cái loa mới nhất của Sony. Điểm nhấn của Sony trong cái triển lãm AV Show lần này các bạn. Đó, còn những sản phẩm này thì không có gì xa lạ với các bạn ha. Đó, khu vực Sony nằm trong góc rất là đẹp các bạn ha. Còn đây tiếp tục là Hi-Fi Store. Đó, Hi-Fi Store thì dây Nord Dot ha. Quá xịn luôn. Nhà mình cũng đang xài mấy cọng này các bạn. Ô, Mr. Thuấn, tay cái coi. Đi hết chưa? Rồi em từ lần rồi đi vô Hi-Fi Store coi. Trời ơi, đem ra Din Audio nè. Loa siêu xịn Din Audio, để vàng vàng luôn. Boom Master, một cặp loa màu trắng rất là đẹp. Đây bằng nhôm xước, đẹp quá. 300 mấy ha? 337 triệu cho cặp loa tiết trắng này. Boom Master hay lắm à. Ok các bạn, đi vô phòng Hi-Fi Store coi có gì trong này. Yo, chào anh.
Mr. Việt. Hello anh. Rồi bùm master đẹp quá. Wow, quá đã. Bùm master các bạn nha. Bùm master của Hi-Fi Store. Rất là cao cấp, cực kỳ high-end luôn. Đây, phòng khá đẹp ha. Đây các bạn, một góc của phòng Boom Master Hi-Fi Store. Mời các bạn ghé tham quan nha. Thích âm thanh high-end thì đây là một trong những phòng rất đẹp, đầu tư khá công phu cho triển lãm lần này. Tiếp tục các bạn. Đây, chào chị. Dạ. Trời ơi, đĩa rất nhiều. Sale rất mạnh các bạn ghé nha. Đây, Sơn Hà Audio nha các bạn. Sơn Hà Audio. Sơn Hà Audio các bạn nha. Rồi, một vòng xong lầu 1 các bạn ơi. Giờ mình lên lầu 3 ha. Các bạn đi bằng thang máy nha. Thang máy. Anh Tôn Đạt, bắt tay coi Đạt ơi. Chưa đi nữa hả? Mới đi lầu 1 và giờ lên lầu 2, lầu 3 nè. Đó, Bùi An lên đó. Ok. Rồi, đây là lầu 3 các bạn. Đi vô lầu 3. Lầu 3, triển lãm thiết bị nghe nhìn lần thứ 20. Đây, thấy có một cái dàn Bầu and Mai Nguyên. Ưu đãi lên đến 30%. Đó. Rồi, đây các bạn. Đây một vòng khám phá hết cái lầu 3 này. Khám phá hết lầu 3. Đó, vừa tới đây các bạn sẽ thấy một cái bảng ngay ngã ba này ha. Mai Nguyên. Đó, Mai Nguyên phòng 302 sẽ có âm thanh Bow, và phòng 303 sẽ có ba hãng B&O, Marshall và DVLS ha. Rồi. Mời các bạn vô tham quan phòng 303 trước đi ha. Đó. Hello. Chào chị Hương. Trời ơi. Vừa gieo vô có cái loa pin đâu. Đã không? Này giống cái chày luôn. Hàng dữ luôn nha. Đây. Dạ. Có không? Dạ anh. Dạ. Đây. Đó, phòng này thì mình mang tới những cái sản phẩm công nghệ cao cấp các bạn. Ở đây là cặp loa mã vàng của DVLS. Đến từ Pháp nè, giá hơn 100 triệu một cái các bạn, chưa tính chân ha. Đó, cặp loa mạ vàng DVLS. Cặp này là ước mơ của rất là nhiều người. Tiếp đến là những sản phẩm nhỏ gọn mới nhất của Marshall các bạn, thương hiệu đến từ nước Anh. Đó, những cái tai nghe True Wireless, tai chụp tai, những cái loa nhỏ nhỏ nè. Đó, loa di động Marshall. Đó, đủ mọi hình dáng ha. Loa lớn sách đi nè. Ở đây là bộ ba cái loa gọi là dòng gia đình Home Line. Từ nhỏ tới lớn ba chiếc. Rồi phòng Mai Nguyên với những sản phẩm công nghệ các bạn, nhỏ gọn đầy tinh tế cho nên cái phòng nó cũng nhỏ nhỏ khiêm tốn ha. Các bạn có thể nghe thử những cái loa công nghệ ở đây. À. Trong mỗi căn phòng thì mình để một chậu lan được cắm bởi bình bông, cho nó tạo ra một cái không gian nhẹ nhàng, thoải mái các bạn. Trong một cái triển lãm quá nhiều đồ công nghệ ha. Đây là cái khu mình để mấy sản phẩm mới. B&O hợp tác với hãng xe hơi Ferrari các bạn, tung ra những cái sản phẩm màu đỏ đặc trưng của hai thương hiệu B&O và Ferrari. Còn đây là bộ sao ba đỉnh nhất trên thế giới đến từ B&O. Đây B&O và những cái loa mình đã phối hợp trên tay rồi. Tiếp tục các bạn khám phá phòng âm thanh Bow nè. À, Bow và Mai Nguyên. D
đem đến một cái AV show với những sản phẩm nghe nhìn gọn gàng ha, nhưng mà cũng đầy chất nội lực về âm thanh, đặc biệt ở ưu đãi giờ vàng rất là hấp dẫn các bạn. Đây bầu bầu các bạn ơi, mời các bạn ghé nha, ghé phòng bầu Mai Nguyên và bầu mang đến đầy đủ những sản phẩm công nghệ nghe nhìn mới nhất, gọn gàng, nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng mà âm thanh là cực đỉnh các bạn nha. Âm thanh bầu đến từ Mỹ, rất là đặc biệt các bạn. Mai Nguyên và bầu mang tới cho khách tham dự cái AV Show 2023 một cái ưu đãi đặc biệt vào giờ vàng, từ 2 giờ chiều tới 3 giờ chiều ngày 23 tháng 9 đó, và 10 giờ sáng tới 11 sáng ngày 24 tháng 9 ha. Bộ loa 900 cộng bass cộng surround đó, từ 47 triệu mà còn 67 triệu thôi đó. À, từ 67 triệu mà còn 47 các bạn. Và tai nghe QC rất là nổi tiếng, 2 la mã ha. Đó, giảm giá đỉnh luôn, từ 7.490 còn 5.243.000 thôi. Tức là hai bộ này giảm 30% nha các bạn. Khung giờ vàng, à, nhìn trên màn hình, nhớ săn nha. Đó, và những cái sản phẩm khác thì có ưu đãi mọi khung giờ. Có cái tin ở trên trang mainguyen.vn rồi. Ngoài ra thì khách tham quan sẽ điền một cái phiếu bốc thăm. Cuối cái show này thì sẽ bốc thăm trúng một cái tai nghe đỉnh luôn ha. À, QC lúc 2 giờ chiều ngày trên phân bay ha. Trúng cái tai nghe QC 2 la mã rất là đẹp. Các bạn ghé qua tham quan nha. Phòng bầu. Đó, âm thanh bầu. Đó các bạn ha, phòng bầu Mai Nguyên nha. 302 các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn. Tiếp tục đi dạo. À, đây là phòng anh Duy. Bây giờ iPhone hết pin rồi, giờ mình quay bằng GoPro. Rồi, một dòng phòng anh Duy các bạn. Anh Duy có nhiều phòng ở triển lãm lần này, nhưng mà đây là phòng chuyên về karaoke, giải pháp thương hiệu Sumiko. Đó, Sumiko thì bây giờ có nhiều giải sản phẩm rồi. Đây là những cái loa lớn, loa gỗ lớn kết hợp với những cái bộ âm ly, mixer để các bạn có thể hát karaoke ở nhà và nghe nhạc luôn, có phim luôn. Đặc biệt là cái này là mới nè các bạn. Các bạn thấy lạ không? Đây là cái bức tranh, các bạn có thể treo tường hoặc là treo vào cái cây tripod giống như vậy. Thật ra đây là một cái loa của Sumiko ha. Ở cái màn này là một cái màn lụa họ in tranh lên, các bạn cũng có thể in hình của mình, hình gia đình gì đó lên cái màn loa này. Nó là một cái hình hộp nhìn chữ nhật ha. Đó, mình có thể để trên cái giá tranh như vậy, hoặc là trên cái cây tripod, hoặc là treo tường để phòng khách, thì nó sẽ tạo ra một cái bộ hát karaoke được luôn. Đó, karaoke qua khung tranh luôn. Ngoài cái loại dài dài như đây thì ở đây có một cái loa khung tranh hình chữ nhật nè. À, mình có thể custom in ấn những cái hình nào mình thích vào cái khung tranh và câu với những cái bộ vàng là mình đánh thôi. Đó, một cái sự mới lạ. Hôm nay là chỗ Sure thì có mấy cái mic, mấy cái tai nghe chuyên về live stream, chuyên về podcast. Đó, nhà mình đang dùng cái này, màu bạc nè. Đó, Sure MV7 các bạn. Đây là cái bộ xịn nhất hiện nay ha, của Sure mà chuyên dành cho thu âm podcast. Đây là cái màu đen, nó có chân nữa. À, có chân Sure đây. Nhìn đẹp không? Đây mấy cái loa karaoke di động có pin trong này, có quai sách và nó nhiều màu sắc. Đó, xanh,
đỏ tím vàng, rồi xếp theo bốn màu xanh đỏ tím vàng luôn, nó sẽ giữa là màu nâu đó. Này, mấy bộ này các bạn có thể mua bên anh Duy hoặc là Mai Nguyên cũng có bán, có trưng bày. Sumiko bật lên là hát. Mỗi cái loa như vậy, như cái bộ này sẽ có hai cái mic sẵn luôn cho mình và nó kết nối trực tiếp vào trong này luôn. Rồi phòng anh Duy nha các bạn, nằm trong góc trong cùng ở lầu 3 nha các bạn. Đó, vô chụp hình check in, nhận ngay quà chất. Đây, check in liền tay, nhận ngay quà chất. Đó là một cái túi Sure cộng với voucher giảm 10%. Đó. Yamaha, xin chào. Chào Yamaha. Chào Sure. Đó, Sumiko ở đây, Mai Nguyên ở đây, Bầu ở đây. iPhone hết pin rồi, giờ mình quay bằng GoPro. Trời ơi, nay anh em hội tụ ghê chưa? Ông Thắng nè. Đây các bạn, một vòng lầu 2, lầu 3 nãy giờ chưa xong luôn ha. À. À. Đây là phòng JBL. Phòng JBL, xin chào các bạn. Harman Kardon và JBL mang tới giải pháp nghe nhìn trong những cái căn hộ đẹp mắt, trẻ trung. Đây là cái bộ Harman Kardon rất là đẹp các bạn, màu xám. Hai cái lo tháp hai bên, cái sao 3 và cái sub. Đây là một cái bộ sao 3 mới nhất của JBL năm nay các bạn. Đó, sao 3 rút ra hai đầu, mình có review rồi ha. À, đây là bộ 500 nhỏ hơn. Ở đây có một cái bộ cũng 900 luôn mà họ làm trong suốt rồi các bạn. À, họ làm trong suốt để mình có thể mình nhìn thấy được cái bên trong. Đó, bộ 900 sub. Mời các bạn ghé qua trải nghiệm nha. Toàn bộ những sản phẩm này đều có Mai Nguyên hết các bạn. Hầu hết ha. Rồi, tiếp tục đi dạo. Ông nào quen quen đây. Tiếp tục đi dạo các bạn ơi. 309. 309 có gì trong phòng 309. Âm thanh JBL. Đó, JBL loud by DJI. Đầu đĩa thang mới nhất, lần đầu tiên được JBL làm ra các bạn. Lần đầu tiên JBL làm ra đầu đĩa thang. Đây là cái vách JBL Authentic mới các bạn, rất mới. JBL các bạn, rất nhiều sản phẩm mới ha của JBL mang đến AV Show lần này. Alpha Audio. Quá trời quá đất luôn. Yamaha Sure, Tiếng Ngọc Audio trong này, khép đây, âm thanh khép. Đây các bạn ơi, hãng khép. Đây phòng này kế Mai Nguyên này các bạn. BCI quá trời, đi đâu cũng gặp BCI hết à. Đi đâu cũng gặp BCI hết à, làm gì? Chỉ có thời gian ngồi trên xe thôi. Đây lầu 2 các bạn. Lầu 2, Sunny, Trí Tệ AI, chào em. Trời ơi, 7
7CR 2338 7C2 có chưa? Có luôn anh, đây 7C2 là mã phải không? Mới vừa ra đúng không? Còn con này 6.7 cũng mới ra luôn. Con này 4 mấy triệu hả? Con này là giá niêm yết là 50-990. Đã ha. Đó, khu vực lầu 2 các bạn. Giờ này trưa rồi, 12 giờ trưa cho nên mọi người đi ăn, 1 giờ kém á. Hôm nay nằm thư giãn xem phim. Phòng phim 3 trong 1.com. Vô đây nằm, nghỉ trưa, coi phim. Đó, đây là khu vực của phòng phim 3 trong 1.com. Mấy khu vực chiếu phim Hoàng Hải Audio Nam. Hoàng Hải Audio các bạn. Đây, Audio Hoàng Hải là Nam. Bản gỗ nè, bản đồng mà, bản đồng nè, rất là đẹp. Giống như đá qua gương. Hả? Dát vàng đấy ạ. À, cái này dát vàng ha. Cái này phiên bản đặc biệt đấy anh ạ. Ờ. Cái này cầm rất là lâu, khó được. Bộ này nhiêu anh? Cái này hơn 8 tỷ anh. Hơn 8 tỷ. Ừ. Ồ, có học nữa ha. Kinh ha. Vàng dây á. Đây có cái này để quay. Cái này để cho lên nó quay loa nó sẽ dục lên dục xuống. À. Hơn 8 tỷ. Dễ sợ. Dây. Đây có chân đạp dây á. Cái dây này 3 tỷ 6. Hả? Dây này gần 4 tỷ. Dây gần 4 tỷ. Dễ sợ. Đây là phòng Hoàng Hải đến từ Hà Nội các bạn. Hoàng Hải là một nhà phân phối lớn về audio high-end đến từ Hà Nội, thì họ đem tới những cái dàn khủng luôn. Một cái bộ loa lớn như vậy tới 4-5 tỷ đồng, rồi gắn thêm những cái dây, rồi những cái bộ ampli, bộ pre, rồi nguồn các kiểu các bạn ha, lên tới hàng trên 10 tỷ một bộ như vậy, rất là khủng ha. Các bạn đến chiêm ngưỡng, do họ mở nhạc mình sẽ dính bản quyền cho nên mình tắt cái âm thanh ở đây các bạn. Đây các bạn, Hoàng Hải rồi Thanh Tùng Audio đó. Ở khu vực lầu 2. Khu vực lầu 2. Đâu vậy? Đó. Đâu? Lầu 2, lầu 2 gặp ông kế nè. Trời ơi, kế hoạch. Rồi đi coi lầu 2 còn gì nữa. Quá trời trong này luôn. Anh Duy, hàng sale. Lầu 2 siêu sale, siêu sốc, siêu sale. Sáng nào sale mua 1 tặng 3 không? 35% anh. Rồi ghé đây các bạn ơi, lầu 2 siêu sale. Các bạn nhanh nha, video này lên xong là hết sale đó. Các bạn nào coi được video này xong là chạy tới liền nha. Wow, có sandwich luôn. Có ổ 4T không em? Ổ này nè, 4T. Cái đế thì có cao nhất 2T. À vậy hả? Anh còn 4T. 4T có mấy ổ. Sandwich. Sandwich, trời, ở đây đĩa. Ô, trời ơi. Lâu ngày quá ha. Ở đây bên này bên nào? Anh Dương, A Phạm. À, chỗ này của ông Dương hả? Dạ. Ồ, chỗ này của ông A Phạm. Trời ơi, ông anh đâu Thiện rồi? Nữa. Hả? Anh Thiện nữa. Anh Thiện sao mà khiêm tốn vậy? Dạ, hôm nay anh Thiện bận hôm nay anh Thiện không có ra. Ồ, ông Dương đem đồ gì đây? Outdoor camping gì đây? Trời ơi. Kèm kéo. Ngàm đồ. Dây đồ. Lâu quá mới gặp anh Huy. Lâu ngày quá phải không? Dạ. Đĩa là sao được anh Thiện đem ra ít vậy? Dạ. Mấy năm đem nhiều lắm mà. Tại hôm nay anh Thiện không có tham gia, anh Thiện bận. À, anh Thiện bận không tham gia. Tục vít, kèm kéo. Ô. Đồ camping. Đèn đuốc. Đây vì sao? Có ghế nữa. Anh đi nha. Rồi, bye bye em dòng. Dây này các bạn. Thấy dây loa không?
Vậy là như dây thần luôn. Cộng nào cộng đó nè. Kinh hồn ha. Vậy là đây CBL. Khuyến mãi đặc biệt, khu vực này khu vực khuyến mãi đặc biệt. BGI Phúc Giang. Sale shop chỉ có tại Avishow nha. Quen ta. Xin chào anh. Ai quen quen đây, bắt tay coi. Trời ơi. Chào anh Mai Nguyên. Ông Linh anh Pario. Hàng xóm sát bên luôn. Mà sáng giờ không vô gặp ổng. Dạ. Trời ơi. Đây là phòng của Alpha Audio các bạn, của em Linh và em Phúc, người quen cũ và ra kinh doanh cái thương hiệu âm thanh Ý này, mình quên cái thương hiệu rồi. Cái cửa hàng tên là Alpha Audio ở ngoài quận 2, ngoài Thảo Điền. Rất nhiều các bạn ơi, rất nhiều thương hiệu, rất nhiều doanh nghiệp đem đến nhiều sản phẩm mới đến với cái triển lãm audio lần này. Các bạn tranh thủ ra nha, cái video này lên là mình hết một ngày rồi, các bạn chỉ còn ngày thứ bảy và chủ nhật thôi, các bạn tranh thủ ra để nghe, để khám phá những cái công nghệ mới nhất của cái ngành audio. Và đừng quên ghé qua hai cái phòng Mai Nguyên ở trên lầu 3 và dưới trệt cũng có một cái khu bán phụ kiện rất là sốc các bạn. Những cái sản phẩm này thì hầu hết mình đã làm những cái video khui hộp rồi, các bạn ra đây. Còn rất rất nhiều những thương hiệu khác đến từ rất nhiều nhà phân phối khác nữa. Đây là một cái ngày hội trong ngành audio. Các bạn yêu mến, yêu thích cái thể loại nghe nhạc, nghe audio thì đây là một cái sự kiện không thể bỏ qua. Rồi mình kết thúc vlog này ở đây. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo. Và hy vọng ngày thứ bảy và chủ nhật sẽ được gặp các bạn.